Mới đây, thông tin nhà thiết kế Nhật Dũng, một người có tiếng trong giới thời trang và có quan hệ thân thiết với nhiều sao Việt, rơi vào tình trạng nguy kịch đã khiến dư luận xôn xao. Được biết, sau lần đi từ thiện vào tháng 10 năm 2020, nhà thiết kế Nhật Dũng bị ốm nặng, sốt cao và thường xuyên phải đi viện vì tình trạng sức khỏe yếu. Bác sĩ chẩn đoán anh bị vi khuẩn xâm nhập gây đau đầu, đau mắt, suy giảm thị lực nghiêm trọng. Thời gian qua, nhà thiết kế Nhật Dũng nhiều lần phải nhập viện để điều trị. Cho đến hôm 17 tháng 5, anh lên cơn nguy kịch. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng bác sĩ cho biết đã quá muộn và trả về gia đình chăm sóc. Hiện tại, nhà thiết kế Nhật Dũng rơi vào tình trạng hôn mê, tiên lượng xấu. Đại diện truyền thông của Nhật Dũng cho biết anh vẫn có thể nghe nhưng mắt nhìn vô hồn rồi liệm đi. Thấy người thân về thăm, anh khẽ rít lên nhưng không nói được. Người này chia sẻ. Thông tin bệnh tình của nhà thiết kế Nhật Dũng khiến showbiz Việt bàng hoàng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp bày tỏ sự lo lắng và cầu mong bình an đến với anh. Diễn viên Thanh Hương ngỡ ngàng, ôi sao lại thế này? Hoa hậu Ngọc Diễm, Thu Phượng cùng nhiều bạn bè thân thiết thương Nhật Dũng và cầu nguyện bình an. Diễn viên Diệu Hương bày tỏ, anh sẽ khỏe, sẽ may cho em áo dài màu vàng thật đẹp. Anh em mình đi chụp hình phố cổ anh nhé. Được biết, một số bạn bè thân thiết của Nhật Dũng như ca sĩ Kim Anh, Phương Anh, Á Hậu, Bảo Như, Lý Kim Thảo đang trên đường vào Quảng Bình để thăm nhà thiết kế. Trong 7 tháng trị bệnh, Nhật Dũng từng hồi phục và trở lại công việc vào đầu năm 2021. Khi đó, anh đi dự sự kiện với mái tóc húi cua và chia sẻ, nhiễm khuẩn lan rộng, ăn sâu gây đau đầu, đau mắt khiến tôi rất khổ sở. Lúc này, người thân không nói rõ với Nhật Dũng về việc anh xuất viện tạm thời, sau đó sẽ phải tái nhập viện để tiếp tục điều trị. Nghĩ mình đã khỏi bệnh, nhà thiết kế rất hạnh phúc nên lập tức nhắn tin và gọi điện khắp nơi để thông báo tin mừng. Nhật Dũng sinh năm 1980, quê Quảng Bình. Anh nặng lòng với áo dài và thường xuyên đưa hình ảnh văn hóa Việt vào trang phục. Anh có nhiều bộ sưu tập tạo tiếng vang như Vàng Son Đất Việt và góp mặt trong nhiều chương trình biểu diễn thời trang lớn. Nổi bật phải kể đến đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, Carnival Quảng Bình, Festival Áo Dài Việt Nam, Hoa hậu Thời trang Việt Nam và nhiều cuộc thi nhan sắc, từng tổ chức nhiều show diễn thành công với sự tham gia của các ngôi sao như Thanh Hằng, Thúy Ngân, hỗ trợ trang phục áo dài cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và nhiều cuộc thi nhan sắc khác. Tiếp nối những bộ sưu tập lấy cảm hứng từ di sản, kêu gọi bảo vệ môi trường, giữ trong sạch nguồn nước, nhà thiết kế Nhật Dũng cũng vừa ra mắt những chiếc áo dài thuộc chủ đề nỗi đau toàn cầu. Anh mong muốn gửi đến cộng đồng thông điệp về phòng chống dịch COVID-19. Không chỉ tâm huyết với công việc thiết kế, Nhật Dũng cũng dành nhiều thời gian trong vai trò một nhà truyền thông. Dự kiến 2021 là năm nhà thiết kế Nhật Dũng sẽ cho ra mắt nhiều bộ sưu tập mang tính truyền thông. Anh ấp ủ các sản phẩm áo dài về chủ đề bảo vệ nguồn nước ngọt cho người dân đồng bằng sông Cửu Long hay giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc thiểu số. Đặc biệt trong những bộ sưu tập này, Nhật Dũng sẽ đưa những hình ảnh kỳ quan tiêu biểu và những di sản văn hóa phi vật thể, di sản thiên nhiên thế giới, hình ảnh họa tiết hoa văn của 54 dân tộc, những mảnh ghép độc đáo của 63 tỉnh thành tạo nên một bức tranh nghệ thuật như câu chuyện kể về văn hóa bản sắc Việt Nam ra thế giới. Thế nhưng tình hình hiện nay của anh khiến người hâm mộ và cả showbiz đau lòng